A là giao điểm của D và chữ OI. Ừ. Thì suy ra là x sẽ bằng 0. Rồi, đầu tiên mình sẽ gọi điểm A trước. Gọi điểm A là xA. Không đùa đâu, là đi cho nó, đừng có lẫn tưởng không cho nha. A x a nha, đúng không? A giao điểm của D có y đúng không? Thì A thì thuộc có y đúng không? Đúng chưa? À, nó mới có to bự cái gì biết đây. Đúng chưa? Y x đây. A đây, hạn đây. Đồng ý A thuộc có y thì sao? Cái gì bằng không? Suy ra là x sẽ bằng 0. X A mà không à? Vâng. Đúng rồi. Không. Nào, sao nữa? Thay x vào phương trình đường thẳng D. Ừ. Thì ta có D đi bằng MX cộng 4. Y sẽ bằng. Ừ. Đi A bằng gì? Y sẽ bằng 0 nhân M cộng 4. Thì ừ. Y sẽ bằng 4 ạ. Đúng. Y A sẽ bằng N. Thay chỗ X A bằng 0 ở đây, 4. Đúng rồi, yêu A bằng 4. Điểm A đấy. Không. Vậy suy ra thì A sẽ có tọa độ giao điểm là 0 và 4. Rồi, tốt rồi. Chung mày là làm chuyện được không? Nghe chưa? Mình chung bài này này làm chưa? Chưa. Đấy, chưa nghĩ ra. Nghĩ ra, chưa nghĩ ra chú mà nghĩ đâu bây giờ thi vào bài đấy. Hôm nay con năm này quay xe thì ngã ngựa chết đừng hỏi ra sao. Phải dạy ngay bài này. Như chưa? Mấy là bài chưa đủ đủ rồi. Nên mấy là trời mấy nhá. Vâng. Chúng con ơi vào bài này nó quay xe thầy này. Ơi, thầy, cái cam nó hôm nay nó hơi trục trặc tí con không bật được. Ờ, cố gắng bật lên cho nên động lực bài này nó quay xe lắm. Năm nay nó cho kiểu này là đề nó chết. Năm nào cũng thế nhỉ. Thấy tuần này con mới ôn cái đề mấy cái đề kiểu này xong chưa hiểu lắm. Đấy, không sao nó hiểu, không ai hiểu luôn này. Nhìn này. Vâng. Cái bài này lên, ý A các bạn rồi này. Ý A chúng ta chú ý lại nhé bạn này. Bây giờ A ra điểm của thằng D cho Y, đúng không? Mình bây giờ biết chỉ biết là điểm A đây. A sẽ giao điểm, nghĩa là A nó thuộc gì? Thuộc D, đúng không? Và A thuộc gì? OI, đúng chưa? Đấy. Giao của ông nào? Cái này giao của ông nào? Thì dụ A thuộc OI, đúng không? Thì mình hiểu là nó chỉ có Y thôi, đúng không? Chỉ có Y thôi. OI. Còn IA, XA thì bằng 0. Bởi tại sao thế? Tại vì bây giờ mình hiểu như sau. Là bây giờ mình ví dụ là tao y nó chỉ từ đây đúng không? Nó chỉ y đúng không? X cần thì có. Đừng hiểu ý tôi không? Làm không có, không. Đấy. Được chưa? Đấy B. Thì B Hà Minh có làm được không? Chỉ ra Hà Minh. Nhận được mấy rồi? Làm được ạ. Ờ, làm được à? Chưa làm được. Nhận mấy rồi? Thì B làm gì? Chắc là nó đơ đầu à? Thì mấy người tập trung cho môn nhé. Này, bây giờ mấy dạy này. Thầy nói này, nó dạy sao? Tìm tất cả giá trị của M để D cắt OX tại điểm gì? Chung X tại B. À đây. Nhớ mấy người. Nào. Sao cho AB ta nó cân? Thì điểm B là thuộc gì? Nhìn thấy mấy người. Đâu? Hiểu rồi. Ai biết là thời dạy này. Nào. B tư duy đi thi tư duy này. B thuộc gì? Hà Mi. À bằng điểm B đúng không? Mi ơi, B thuộc gì? Thì B thuộc OX ạ. Đúng rồi. Cái gì bằng không nào?
thì y sẽ bằng 0 ạ. Đúng chưa? Ở y chỉ có ngày thôi. Còn như bây giờ mình chưa học bài đấy thì vẫn dẫn cho mình hiểu. Đã học tính nha. B bằng 0. Tương tự này. B thuộc gì nữa? B bằng thuộc gì cả Hami? Bằng thuộc gì? Và D là D cắt đó x ấy. Thì bằng thuộc gì? À thì B thì sao B sẽ thuộc phương trình đường thẳng D. Đúng rồi. Không bằng mới cộng 4 ạ. Y bằng mới cộng 4. Suy ra Y bằng M x bằng cộng 4. Chưa? Thay số. Y bằng là 0 bằng M x bằng 4. Nào chú nhận nhà mới ở nào tiếp tục nào. Chỗ này chú ý nhá. Nhà mới tiếp tục nào. Tớ biết tìm chuyển biến đổi dấu để tìm ra xB. Vế nào. Chuyển biến đổi dấu. Thì suy ra là âm 4 sẽ bằng mới xB ạ. Đúng rồi, mới xB. Xong nữa. Do gì mở khác không? Thì sao? XB là mấy? Này con chưa hiểu ạ. À, do mxb bằng âm 4 mà m khác không nên là xb sẽ bằng âm 4 trên m ạ. Đúng rồi, chúng ta là 4 phần m, đúng chưa? Đấy. Thật ra là biết dấu bằng đúng, thầy biết đúng này, đây là đúng sai này. Đấy. Vậy là cái điểm B, tốc độ là gì nhỉ? Tốc độ mấy? Học đi. B sẽ có tác độ là âm 4 trên m và 0 ạ. Đúng rồi, chính xác rồi. Vậy tiếp theo này, tam giác OAB cân, đúng chưa? Có biết cân ở đâu hả Mi? Chắc là cân tại O. Tại sao cân tại O? Không thể bảo là O được bởi vì bây giờ nó sẽ có cân tại O mình nhìn mình nhìn được. Ví dụ cân A, AB bằng O bằng AB, BA bằng BO, OA bằng OB. Tại sao cân tại O giải thích? Giấy nhà Mi ơi, giải thích đi nào. Biết sao hả Mi? Giải thích chưa biết đúng không? Rồi của anh nhá. Đặt đi nhá. Thầy ơi. Tại sao? Tại sao nó nghĩ là không có trường hợp, không thể có trường hợp AO bằng AB hoặc là BO bằng AB được. Tại sao lại thế? Mình phải nói tại sao chứ, đúng không? Bởi vì là bởi vì góc AOB bằng 90 độ. Đấy, con hiểu chưa? Nghĩa là phải giải thích tại thế. Vì OA với cả OB không có nhau, chưa? Đấy, chứ bởi vì nó ba trường hợp mà. Vì OA góc AB tam giác OAB sẽ cân tại điểm O, đúng chưa? Đương nhiên rồi. Nếu có vuông mà nhưng sẽ cân tại điểm khác được. Suy ra nào, nhận biết rồi. Mình học bài này đúng không? Vâng. Cân tại O cái gì bằng nhau? Nhưng mà ở lớp con nó lại chứng minh tam giác bằng bao nhiêu cơ? S tam giác bằng bao nhiêu? Có nhiều dạng toán nên một dạng thôi, hiểu không? Các dạng toán đi thi không phải học thế được đâu. Hiểu chưa? Có tùy dạng, hôm nay học một dạng, mai học một dạng nữa, được chưa? Đấy. Dạng này làm nào? Thế rồi học cái này không ổn rồi, mình học theo kiểu này quá. Đỗ Minh ơi, bạn thằng kia nào? Dạ. Con đã không thầy? Ừ. Đã, để chia ra OA và OB. Ừ, đương nhiên rồi. OA và OB đúng không? Không tức bảy. Nào, OA và OB thì cũng đi bằng nhau. Từ từ á. OA là cái gì của A nhỉ? Là độ dài của XA, độ phẳng IA. Dạ,
là của IA. Đúng chưa? A đây chỗ này chị IA đúng không? Vâng. Yeah. Còn OB là cái gì của B? Dạ là bằng là XB. Đúng chưa? Mình không biết được ở đâu ấy, cho nên mình phải đồ dài. Đúng chưa? Đây. Vâng. Suy ra chỉ đổi K. Đang chỉ đổi của Y. Là A, B. Nào, đọc đi nào. Dạ, bằng trị tuyệt đối của 4 bằng trị tuyệt đối của trừ 4M. 4 phần M. Đấy, làm này đi nào. Hình thức của lớp 6 đấy. Nó làm gì đây? Giờ bài giá trị tuyệt đối lớp 6. Sao? Có 4 bằng đấy. Đấy, làm gì đây? Làm gì? Con đọc đi. À, 4 bằng trừ 4M. 4 bằng 4 bằng 4M. 4M. Bạn làm theo cách của lớp 6 nhá. Chị lấy x của bằng 2 thì gì? X bằng 2. X bằng âm 2. Chưa? Cái này là trừ 4 phần M không? Cái kia là 4 phần M. Được chưa? Đấy, nó thế. Mà chú ý là được không nhá. Nào. Đầu tiên mình ơi. À, thôi từ từ là chạy đường chạy bài không chúng rồi kia là lớp nào nó lớp gì đây à, suy ra cái m ở trên sẽ bằng cái này là 4m bằng trừ 4 ạ 4m bằng trừ 4 ở cái thứ đấy là 4m bằng 4 ạ ở thì suy ra cái m ở trên sẽ bằng âm 1 ạ rồi và cái m dưới là 1 ạ. Có thỏa mãn không? À, cái bằng trừ 1 là không thỏa mãn bởi vì à thỏa mãn hết ạ, thỏa mãn hết, con nhầm. Thỏa mãn hết. Rồi, đề bài nó trừ nó khác không đúng không? Thỏa mãn. Đấy. Năm đấy là cho đề này này nó không biết làm. Không đùa đâu nha, mỗi năm cho một kiểu đấy. Đề này Hà Nội năm 2020. Có hàng chất thôi. 2020. Cẩn thận nha. Đấy. Bài tham gia được không? Nhật Minh tham gia được không? Không. Mình cẩn thận nha. Có thể trên lớp cô thầy cô sẽ cho bạn mình bài diện tích. Diện tích này nó khó hơn một chút bởi vì nó sẽ nhiều lượng dạng. Bài diện tích học mình chưa giải sai. Mình có học bài đấy nha. Từ từ nha. Thì hết hiểu hết bài này đã mới học bài diện tích được. Tiếp nha. Bài tương tự này. Này của Hà Nội đấy. Xong rồi. Xong sang bài của Trường Đông Ngạc. Đây là bài này loại dễ nhá. Trong cái phần này là loại dễ. Đấy. Nó thử làm bài số 2 này. Bài tự thôi, không gì khó khăn cả.
Nào, bây giờ mỗi người bạn gọi lên bạn làm bớt bớt nha. Chúng rồi, bây giờ bạn ý A làm gì nào? Tương tự không? Bác sẽ tương tự không? Gì nào? Chung. Gọi A là giao điểm. Ừ. Gọi A là giao điểm thì sẽ có XA và IA. Đúng rồi, A, từ đầu XA, IA. Còn nữa? Có A thuộc OI ạ. Ừ. Rồi, A là giao của OI đúng không? À. A thuộc OI nào? Cái gì bằng không? Suy ra XA sẽ bằng không ạ. Đúng rồi. Đây nó không có đúng không? Suy ra XA bằng không. Rồi, tiếp theo. A thuộc gì nữa? Để đây. Có A thuộc đường thẳng D. A thuộc D ạ. Ừ, D. Bằng... Sẽ bằng Y bằng... Y bằng M trừ 2 X cộng 3. Rồi, sao nữa? Suy ra... I, IA sẽ bằng MXA cộng 4 ạ. Cộng 3, rồi. Hay chỗ nào có Y thì bằng IA, X hoặc IK đúng không? Tiếp theo làm gì nữa? Đang tọa độ đấy. Hay số. A tọa độ là 0. À, gì ạ? Cứ nhanh quá nhỉ, bây giờ thay số, thay số. Thì đây, M chỗ nào? Chỗ nào XA thành một số 0, đọc nào? À, sẽ là M trừ 2 nhân với 0 cộng 3. Ở IA đấy. À, IA sẽ bằng 3. Đấy, điểm A tọa độ bao nhiêu? Suy ra điểm A sẽ tọa độ là 0 với cả 3. Đã, hết được điểm đó. Vậy kết luận là điểm A tọa độ bằng 3. Dạ. Dễ chưa? Tiếp theo. Cho bài nhé. Lần lần mấy rồi. Làm bài này nào. Nhân Minh ơi, đi lấy B nè, đi bò nè, mỗi bạn làm đứa làm tí này cho nó đỡ mệt rồi. Quan trọng. Ừ, bò là gì? Hỏi bò là gì? Quan điểm bò là gì? Tương tự. Dạ. Quan điểm bò là gì? Thầy nói rõ, nó cứ rè rè ra này. Quan điểm bao là gì? B. B à? Ừ. Màu trắng. Màu gì? Tương tự. Không. Màu. Ừ. X B B. Sao nữa? Do A, B thuộc ừ. OX. OX. Suy ra cái gì bằng không? Suy ra IB bằng không. Đúng rồi. Nó làm gì có cái này là IB đâu. Cho X thuộc XB thôi. IB bằng không. Sao nữa? B thuộc gì? B thuộc D suy ra. D. B thuộc D, Y bằng... M trừ 2 tất cả nhân với x cộng 3 suy ra IB bằng IB 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 từ thầy IB bằng 0. Rồi thì viết lại thôi, B thành B mới thành số được chưa, là IB bằng 0 đúng không, bằng M trừ 2 XB cộng 3 còn nữa M trừ 2 XB bằng trừ A. Đúng rồi, chuẩn bị đổi dấu nhé. Chúng ta sang bên kia. M trừ 2 XB. Hỏi XB bao nhiêu? XB bằng trừ 3 trên M trừ 2. Chú ý nhé, do đề bài sau điều kiện đấy. M khác 2 rồi đấy. Chúng ta XB bằng trừ 3 M trừ 2. Được chưa? Dễ chưa? Nào tiếp theo. Để bài đã tăng giác OAB cân. Tại sao cân ở đâu? Để thích. Đây, cân 3 loại cân. Cân tại A.
dễ bào. B mà là bào dễ. Cân tại O. Ừ, tại sao cân tại O lại thích? Tại sao cân tại O lại thích đi? Chứng minh được OA bằng OB thì mới cân tại O. Thực ra nó OA với OB rồi. Nào, OA do OB. Bởi vì được hai chữ cái độ không thì OA OB nên thì sao? Tam giác. Nên tam giác OAB vuông tại O. Ờ cân. Vuông góc nên cân cân. Đó là ở. Nó là ở vuông cân đúng không? Mình phải biết là vuông cân tại O được nhá. Không, cân đâu, cân đâu. Nó vuông chẳng hạn cái này vuông thì nếu vẽ hình bàn chắc chắn là cân mà. Nó vuông đây O rồi thì chắc chắn là cân cho con O rồi. Chỉ ra gì nào? Chỉ ra là OA bằng OB. OA bằng OB. OA chính là độ dài của điểm gì? Của A là XA hay IA? IA. Đúng rồi. IA. OB là độ dài của thằng nào? XB. Được. Thì mình cũng biết là tùy bài nhỉ, bài chú ý lúc này có bài nó đây này, anh hiểu không? Thầy vẽ thế này thì phải độ dài, hiểu chưa? Nào, suy ra độ dài của IA bằng độ dài của IB. IA bằng B. Suy ra IA bằng cộng trừ IB. Không, đặt xuống IA mấy luôn, đưa cả IA mấy. IA bằng 3. Đúng rồi. Chỉ đối 3. Bằng gì nào? Chỉ tuyệt đối của trừ 3 trên M trừ 2. Ờ, chỉ đối trừ 3 phần M trừ 2. Nào, giải bài toán lớp 6 nào. Trừ. Thế là thường 3 bằng trừ 3 trên M 10. Ừ, 3 bằng trừ 3 trên M trừ 2 sao nữa? 3 bằng 3 trên M trừ 2. 3 bằng một trừ trừ cộng nhá. Ừ, là tiếp. M trừ 2 trừ 1 bằng M trừ 2. Rồi, chỗ này là bạn sẽ nhân lên đúng không? Được rồi, chia đi được không? Chậm nó thế này. 3 bằng trừ 3 m trừ 2. Rồi thì đi nhiều lúc nó còn thật. 3 bằng 3 m trừ 2. Được. Ra m trừ 2 bằng trừ 1 và m trừ 2 bằng 1. Ừ. Trừ 1 bằng m trừ 2. Bạn chia tất cả hai vế cho bạn. 1 bằng m trừ 2. Đáp án. M bằng trừ 1 và m bằng 3. Đúng rồi. M bằng trừ 1, M bằng 3. Thỏa mãn không? Thỏa mãn. Rồi, thỏa mãn đúng không? Vâng. Đấy, điều kiện. Này các bạn, khi thỏa mãn không nhé? Đấy, sau thỏa mãn này. Đấy. Thứ hai bài tập cơ bản đúng không? Chuyện gì? Cái trường này lấy tưởng từ Hà Nội. Không chỉ cả văn cả, đúng chưa? Để cái trường này, để trường đông ngang ấy. Đại sau thì mình nghĩ là mới hơn, hay hơn. Thank you.
Rồi. Nào. Nó sang bài khác nào. Đấy. Đây dạng có liên quan đến phần mà gì? Tìm m để cho đường thẳng cắt các chục độ, cắt hai chục độ đúng không? Sao cho cái tam giác cân. Đấy. Đây sang dạng tam khác. Không nhiều răng thì ghép dạng nha. Ghép dạng này này. Chưa à? Chú ý này. Đây là đề thi thử của Đại học Sư phạm Hà Nội. Chưa? Năm 2020. Đấy. Được. Chấm nào là bài đồng quy chưa? Nào, Đỗ Minh ơi, Đỗ biết thầy vào giảng này, nghe giảng này, thầy hướng dẫn này. Bạn kia bắt đầu, bạn này mày đang hay rồi này. Bạn thấy tích không? Nên chúng mình chú ý nhỉ, bài tích này. Cho ba đường thẳng không? Đường thẳng này, D1, D2 và D. Hàm min không bật vào được, bài này là quan trọng. D2 và D3. Minh ơi, bây giờ D1 biết chưa? Dạ. D1 à? Ừ, biết chưa? À, rồi. D2 biết chưa? D2 chưa. D2 biết như D1 rồi. Dạ. À vâng, đúng vậy. Ẩn mất thằng kia rồi, D2 biết chưa? Dạ. Cái gì à? D3 ấy. Dạ, D3 biết rồi. Có gì? D3 có phục M. Chứ là nó tham số. Thế là chưa biết đâu, bởi vì nếu mà D3 nó có tham số, chưa biết. Hiểu chưa? Đấy, chưa? Nào bây giờ như sau. Đồng quy chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ lấy D1 và D2. Hiểu chưa? Đó. Vâng. Rất điểm A này ạ. Điểm A này thế vào D3. Bởi vì hiểu không? Bạn thấy bác là tìm M mà. Bạn này phải tìm nhé. Chứng minh không? Chứng minh. Nếu thầy ạ. Rồi, quán luôn. Đó, khoảng cục chung với môn nào. Vẫn nào rồi. Tiếp theo nào. Mình như nào. Bây giờ lấy thầy tìm thầy D1 ra D2 bằng gì đi. Mấy. Nào. Đấy nha. Giả sử D1 gì? Cắt D2 tại điểm A. Nè đúng chưa? A thuộc điểm đi ơi. Mình ơi đọc với mình ơi, đúng mình ơi. A thuộc gì? Đúng mình ơi, đọc nào. Dạ. Là số D1, D2 bắt đầu, để điểm A thì A thuộc gì? A thuộc
Câu nào? A từ D 1. A từ D 2. Được chưa? Thôi bây giờ thêm xung xung vào đây. Thì mang tôi x, a, a đi. X, a, i, a. Được chưa? A thuộc D 1. Nào. Đó như nào? Đó thay số đang thay. Chỗ nào x, a có bằng D 1 nào? Cầm đi. Có i, a bằng 2 x, a trừ 3. Mình để a tổ x, a, i, a được không? Hay là x 1, y 1 chúng ta hình dung hơn này. Bởi vì bây giờ tôi đặt mình thiết đặt được điểm xíu được nhé. Ví dụ a là x1 y1 hoặc là x a y a x0 y0 tùy nhé. Nào a thuộc gì nữa? Thuộc d2 ạ. Ừ, sao nữa? Y a bằng trừ x a. Đúng rồi. Nào bây giờ giải hệ nào. Giải hệ hệ phương trình ấy, đã học vào lớp 9, ừ, đúng chưa? Vâng, có y à đâu, trừ xa bằng 2xa trừ 3. Rồi, bây giờ từ hệ này chúng ta làm kiểu gì đây? Y a bằng 2xa trừ 3, y a bằng trừ xa, sao nữa? Quá. Dạ. Có. Trừ xa bằng 2a trừ 3. Thấy đúng không? Suy ra 1, 2 đi. Thế 2 là 1. Báo đây, bạn nào học lại video được rồi nhé. À vâng ạ, con sẽ xem lại ạ. Trừ 2k bằng 2 trừ xa bằng 2k trừ 3. Mất một dạng rồi. Đó, đọc lên, lấy nè. Hai x a trừ ba cộng x a bằng không. Vậy là nó bằng 3 x a trừ ba bằng trừ ba. Ba bằng trừ ba. X bằng trừ một. Ba âm ba trừ ba âm một rồi. Thế mà thế là suy ra là suy ra y a bằng âm âm một. Là trừ trừ một là bằng một. Rồi thì A là gì không? Bằng A là một âm một. Bằng đấy. Âm một một. Được chưa? Âm một một. Đấy, xong rồi. Những buổi này nó buổi cuối là bà còn tung ra tuyệt chiêu không? Đấy, những buổi kia tăng tung trạng là xưa xưa rồi nhưng mà buổi này tăng ra nó phải không? Anh biết rồi. Ý hai nào. Mi ơi, đây mình là ý hai là gì đây? Ờ, ý hai đọc đi nào. Đọc vì xong em mất lịch rồi. Nhật Minh rồi, ý hai của gì đây? Đây, đúng như con học đúng không? Những cảm giác của mình ạ. Nhật Minh. Nhật Minh ơi. Dạ. Ờ, gì anh? Dạ. Để D3 khắc hai chuỗi quay tại hai điểm phân biệt AB. Sao cho giữ tiên tác? Nào, làm gì đây? Diện tích tam giác con. Phải tìm được ADB. Chưa? Vâng. Nào, hàng gì? Học công chắc kiến thức nha. Đọc đi, đọc đi hả Nhật Minh? Bắt đầu từ đâu? Vì không biết rồi. Nghe ra thời giảng này.
Đọc chuyên môn nhá. Đọc chuyên hay sai, đọc chuyên hay sai, thiếu này. Ờ. Để mà D3 cắt O 20 thì sao? Để D3 y bằng M cộng X. Điều kiện gì? X cộng M cắt 20 OX y lần lượt đấy, cho nên lần lượt tại AB, anh cứ bắt lần lượt đấy, AB thì sao, điều kiện là gì, hàng hàng và nhân minh à, cắt lại hai chục gói có y thì ừ. A phải thuộc à? Không sai rồi, chú ý này, để nó cắt đường thẳng này nó phải là đường thẳng đã thì M khác không, hiểu chưa, nhớ nhá, y bằng ax cộng b này, để cắt trục độ thì a khác không b khác không đấy, chưa, không thể cẩn thận nhé, ghi này dễ hiểu nhé, một khác không, chưa, một khác không đấy, dễ hiểu chưa, không biết là thế này không, bây giờ mất điểm nhá, chứ hay sai thế này đấy, trừ điểm đấy. Về sau đấy thì nó chuẩn có hơn nữa là nó sẽ cho phần này vào phần kết luận là không, nó sẽ đang ra đáp án là m bằng không thì càng thì mất điểm thêm nữa đấy. Học sinh hay sai này, để D3 cắt hai chục OXY lần lượt tại AB thì để lại lần thứ lần lượt thì hàng thì sao, thì trước chữ x a là khác không b là khác không, nó phải là đường thẳng đã đấy, được chưa. Tiếp theo câu đoạn a là gì, hàng cả lần nhân minh, để mang câu đoạn là gì hả, để mang câu đoạn là gì, điểm a là cắt tại OI thì tọa độ là không không m. Cái điểm mình thường gọi là mấy ơi đấy, thầy đấy. Chú ý thầy bài, cái bài này bài số 1 bài số 2 thì ở điểm A rồi, cái đó khó hồ này. Yeah. Nhưng mà nói chung điểm 1 được không? Nó khác nhau nữa. Ừ. Nó khác nhau nhỉ mẹ. Điểm A đi 1 đi. Thế bây giờ x2 bởi vì cái mức bài 1 thì có điểm xk ra rồi, nó trùng thì nó không hiểu. Chưa? Điểm A là x1 đi 1 đi. Nào. Đúng chưa? A thuộc gì? A thuộc OI. OI. OI à? Từ đánh nhầm. A thuộc OI cả. Được, xem nó vẽ được A thuộc gì đây? A thuộc OI nhá. Đây là lượt tại AB đấy, chứ phải đánh nhầm đâu. Rồi, giống nhau không ạ? Nó giống nhau đấy. Nào suy nghĩ gì không? Cái gì mà không mà Mít? Có. Cái gì mà không? A thuộc OX thì suy ra là IA bằng 0. Đúng rồi, IA bằng 0. Nào, suy ra điểm A là bằng 0. A thuộc gì nữa? Suy ra A thuộc D M. Mà X cộng M. X cộng M. Suy ra IA. Thay vào thì là sẽ là 0 bằng X cộng M. Rồi, IA bằng XA cộng M. Thay vào. Suy ra XA bằng M. À, x bằng x một mọi người ơi, lỗi thầy biết thế bài này thì gọi điểm khác này nhé, làm sao đừng có được ai y một bằng không, a thuộc d y bằng x cộng m thì sai, y một bằng x một cộng m thì ạ, không bằng x một cộng m thì x một bằng trừ m, rồi lỗi thầy nhá, x một bằng trừ m là sao mình gọi cái điểm này điểm a nhé, bởi vì điểm y b nó con này nên để giống bài trước ấy, thì là cái điểm đầu tiên họ là điểm đấy.
Hoặc điểm y cũng được nhá. Đấy chưa? X, y đi. Thì nó khác với lần trước, thầy đọc, đọc kỹ ý B, A, B. Rồi, cái điểm A mới A là gì nào? A được 0, chấm phẩy trừ m. Đâu, không được. À, đâu, trừ m chấm phẩy 0. À, viết sai đoạn nhé. Rồi, tiếp theo. À, B, x2, y2, B thuộc OI. X2 bằng 0. Đó là x, b, y, b cũng được, vì có x2 được nhé. B thuộc OI. OI. X2 bằng 0. B bằng 0. À, B thuộc D. Y bằng x cộng m. Suy ra. Y bằng x cộng m. Suy ra. Y2 bằng x2 cộng m. 2 cộng m. Y2 bằng 0 cộng m. Y2 bằng 0 cộng m. Y2 bằng m. Y2 bằng m. Thì suy ra được điểm B là 0 và m. Rồi, cảm ơn anh nha. Cái bài nào để cho các bạn. Mình ơi, lúc nào? Tiếp nha. Ờ, vâng, mình nên thở tí cho bạn đọc với. Vâng, có vấn đề mình nha. Mình gọi là biết ý xong được, ý dự tích chưa? Nào, dự tích tam giác O bình 8. Đỗ Minh ơi. Đỗ Minh ơi. Dạ. Cái dự tích là gì? Dạ. Công thức diện tích là gì? Cái gì ạ? Công thức diện tích. Công thức. Diện tích gì? Diện tích hình tam giác. Ờ, A, A bên. Cái gì? Ờ. Gì, gì? Ờ, dạ. Gì? Gì? Đây là tính diện tích tam giác vuông hay là tam giác cân? Vuông cân thì mình phải biết nó là tam giác nào chứ. A, A, B. Tam giác A, B là tam giác gì? Tam giác O, A, B là tam giác cân nhỉ? Vuông cân nhỉ? Sao vuông cân? Vuông cân. Tại sao là vuông? O, B vuông góc với của A. Thì O, B góc O, A, đúng chưa? Dạ, dạ vâng. O, A, B là tam giác cân. Không cần vuông. Không cần phải cân nhé.
thì diện tích tam giác, diện tích tam giác vuông là bao nhiêu? À, diện tích tam giác vuông và con à. Thì... một cái vuông này là tam giác vuông nó không nhớ 1/2 đánh chiều cao, không cần thiết là tao đã làm thế nhá, tao thường thế được đánh chiều cao. Ừ. Vâng, nhưng mà đã có chiều cao. Chiều cao có gì nữa hả? Đấy, cao lấy hai thằng vuông góc nhân nhau ấy được nào. Vâng, hai vuông thằng nào nhân nhau hết tam giác OAB bằng gì? Bằng mấy đây? 1/2. Đấy. Đấy. Phần hai O A U B. Chưa? Cứ lấy hai thằng góc nhân nhau được rồi. Thằng 8. O A là gì nhỉ? Độ dài của ai? O A là độ dài của X A I A. Dạ, là của đầu O A của X A. X A I A chứ cứ độ A là nó gì? O A là của của ai? X A I A. Đương nhiên rồi. Đây là phải được. Vâng vâng. Dạ, nó ấy. O B là độ dài của ai? O B độ dài của I A. Cái gì? I 2. Ờ. À, chưa rồi, nhầm rồi. Ờ. Ủa, chỗ này nhưng mà là sao lỗi nhá, sao lỗi quá, cái ông đáng nhất phải bài bài này phải sửa lại giữ hình dung một định hai hết rồi, lỗi này mình ơi. Thế là x vậy thực ra nó sẽ x a đấy, của a, nhưng mà nó, bài này mình gọi là x một rồi, nên là x một y hai chưa, nên thông cảm tính nhá, lỗi bài này nhá. Đáng nghĩa cái bài đầu tiên, ý đầu tiên mình gọi là y dễ, sau đó thì một a b là dễ hơn, tích a x a dễ hơn, đặc thứ là người ta khó trùng với nhau, lỗi là không sao, không sửa lại nào, nắm đi độ độ dài x a đấy, hay số bao nhiêu a bằng âm một đâu, a đây b đây mấy nào chịu căn m. Chị đối của mấy? Căn nào? Chị đối của trừ m. Ờ đúng rồi. Chị đối là y2. Đối của m. Chưa à? Này b, b mà. X2, y2 mà. Y2, m. Đúng không? Vâng ạ. Bằng 8. Đây nào đây? Tại vì nó sai này. Không không giải kém, không, không biết làm. À, thứ 1 phần 2 nhớ ở thứ 1 phần 2 đó. 1 phần 2 1 phần 2 thiếu 1 phần 2 em bớt. À, 1 phần 2 m nhân m nào, cái này điều sai này không đúng đâu, nhìn nghe cái này nhớ ở trong chuyên môn này, chuyên môn tập chuyên môn mình ơi, mình tập chuyên môn nào, phải phải nghe kịp phần này, đúng kịp phần này này, như này giá trị đối của âm m chưa, chính bằng m được chưa, giá trị đối m là m luôn là nó là vâng 2/16 được chưa, nhìn kỹ nhìn kỹ này, bởi chỗ này chú ý nhiều đứa sai này, giá trị đối của ví dụ là âm 2 bằng giá trị đối 2, hiểu chưa? Vâng. Thế giá trị đối của âm m là gì? Giá trị đối của m. Được chưa? Giá trị tuyệt đối của m. Hai nhân nhân nhau là gì? À, bằng sao? Mũ mấy? Giá trị tuyệt đối m bình. Đúng rồi, 16. Trị đối m bình bằng gì? Thằng VS. Đúng rồi. Bằng gì? Trị tuyệt đối bằng m bình m. M bình là 16. M bình bằng 16. Đã có à? Đấy. Hiểu vậy. Đấy. À, tập đi tiếp theo. Đó đấy. Dạ. M bằng 4 và trừ 4 ạ.
Rồi. Nói thứ nhá. Phần này nó mới lỗi được này. Phần này thầy đấy chuẩn nhất là thầy sẽ gọi là điểm tí A là chữ Y. Không sao, nhưng mà phần này thầy gọi là kia thì nó nhầm lẫn một chút. Nó không sao nhá, không ngại tí. Giá trị đớ của âm 2 bằng 2 trên chỗ này là nhiều đứa sao không biết làm này. Đầu đơ đơ này. Không hiểu hỏi mình luôn đi nè. Giá trị đớ của âm M M bằng giá trị đớ của M. Được chưa? Hiểu chưa? Đấy, bởi vì sao ví dụ đây này. Hai này bằng nhau, bằng 2 đúng không? Miếng hiểu miếng, hiểu miếng. Nhật Minh hiểu, Nhật Minh ơi. Có à? Rồi, tốt rồi. Chung với cả bảo bảo hiểu không? Có. Rồi, quán nghe miếng ơi, thằng kịp nha. Mình quán bật mic thằng chat 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 đi nha, cho nó dễ. Không hiểu gì bài đi thi hay cho. Này. Dặn Hà Nội đã cho dặn 1 rồi. Thì bây giờ dặn 2 sẽ phải cho lại, cho mới nha. Đấy. Thì bài đúng không? Ta sang làm bài tương tự nha. Nào. Nào, cái này nào. Ngọc Thụy Lão Biên cho hàm số y bằng mới trừ 2m trừ 1. Đấy. Tôi giảng rất chậm bài này. Thì bài này rất quan trọng, tôi giảng rất chậm. Nào. Xong bài này, xong bài cái bài của ông nào đây? Đang xuất bản Hà Nội chưa? Xong chưa, xong chưa mấy ơi? Xong rồi sang bài Ngọc Thụy Long Biên nha. Nhân dân Minh ơi. Dạ. Mình sẽ làm bài này, mình bắt đầu từ đâu nào? Mà thực ra không thể cho mình bỏ một lần lần lượt đi được, nó tự động giống nhau này. Được, các bạn nhá. Rồi, nào mấy ơi, bây giờ Nhật Minh ở đây bắt đầu đâu nào? Để tối. Ừ. Trước tiên là con phải chứng minh được chứng minh A là B cắt O OI và OI tại cắt nhau tại hai cái. Ừ, từ gì đây? Nhau tại hai đấy thì là ta có là A là bằng x1 x2 từ em nên có nhiều đứa lại sai từ nhá, lại người lại sai này, cái đoạn này thấy ghi được không, thấy không chỗ nào thì bảo sai nhỉ, đây này chỗ này nè, đầu lúc này giờ dần dần này, đây không thấy không, đây quan trọng chưa, đây này thấy chưa, đặt méo lên này, đấy để chưa, nào thiếu không điểm đâu, để gì để được thằng D y bằng m x để D m m trừ 2 m trừ 1 cắt o x o y lần lượt tại A và B thì có làm m khác 0 và 2 m trừ 1 khác 0 A, B khác 1 phần 2
thì m khác không trừ 2m trừ 1 khác không à, xin chú là được khác không được rồi thì, m khác không mà m khác 1/2 n khác không trừ 2m khác trừ 1 m khác không m khác trừ 1/2 được chưa nhà mình ơi, được chưa nhà mình ơi, của mình nhá, được nhá, đi thi người ta sẽ chấp đặt mày bắt buộc phải cho chúng mình ạ. Xong rồi ta ta sẽ a ờ ngọc trọng lại từ điểm này nhà điểm này mà tôi là xia dinh dung nhá. Thứ nhất đi. Xia đi. Ừ, dinh dung. Đó. Là a thuộc OX suy ra từ đây. Mình đây. Đó. Là cái gì? Xia bằng 0. Đúng rồi. Suy ra y a bằng 0. Sao nữa? Em thử gì? Em thử gì? Rồi mình chép bài nhé. Ở phần A thuộc D Y MX trừ 2 M trừ 1 là Y Y A bằng MX A trừ 2 M trừ 1 trừ M trừ 1 Y A bằng M không bằng MX A trừ 2 M trừ 1 MX A bằng 2 M cộng 1 2 M cộng 1 mình biết được dấu MX A bằng 2 M cộng 1 trên M nhân nha MX hay mà đúng không? Thường. Đúng chưa? Thì phải có điều kiện là gì? Nên đầu mình mở khác không trước, đúng không? Thì có thể luôn thể. Chưa? Rồi. Có A sẽ bằng. Rồi, cảm ơn nhà mình thử đi cho bạn. Chép bài, chép bài, chép bài. Cho các bạn kịp rồi. Đúng không? Con bao điểm vợ điểm bây giờ bao nhiêu? B thuộc U I suy ra U suy ra X B bằng 0. Rồi B thuộc gì nữa? B thuộc D y bằng mx trừ m trừ một suy ra y b sẽ bằng mx a trừ 2 m trừ một rồi mấy b nhá 2 m trừ một thế nào thế nào tiếp có y b bằng m nhân 0 trừ 2 m trừ một m nhân 0 là y b bằng 0 mấy nào IB bao nhiêu mấy dạ IB bằng trừ 2 m trừ 1 rồi chú ý nhé cái này là được rồi đúng rồi đúng không IB bao nhiêu là từ điểm A không biết là lại đó để điểm A điểm A bao nhiêu đó mình ơi chú điểm A biết chưa biết dạ 2 m cộng 1 đúng rồi bằng kho a và không không điểm B bao nhiêu nào B bằng 0 0 2 m trừ 1. Cái bài này quan sát tinh tế này. Cái tí nữa mình quan sát được nha. Chú ý nếu mà tinh tế là thấy là điểm gì? 2 m có 1 với cả 2 trừ 2 m trừ 1 đối nhau. Đấy, cái này tinh tế nếu đừng viết tinh tế như thế này. 2 m cộng 1. Đấy. Thì tí nữa làm rất là dễ. Biết thôi thì thôi nha. Được chưa?
Rồi. Tiếp theo. Mình tiếp tục đi hỏi nào, xác định vào để diện tích tam giác OAB bằng 4 nào. Dạ. Tao gì đây, vì gì? Dạ vì OA cũng đó. Vì OAB rồi, phải bác khác lên nha. Nào Hà Mỹ ơi, có đấy không? Nên tam giác OAB là tam giác gì Hà Mỹ ơi? Vì OA vuông góc OB nên tam giác OAB sẽ là tam giác vuông vuông tại O. Nào S tam giác OAB bằng sẽ bằng 1/2 của BO nhân BA, BO nhân AO. BO nhau AB là giống nhau nhá, 1/2 vuông đây mà, thì nó sẽ bằng 2 vuông nhau nhau. OA nhân OB hay là gì nữa bằng 4. Nào OA là gì của điểm A? Là sao ạ? OA là hành động của điểm A, nghĩa là độ dài của ai? OA là độ dài của điểm A là gì? Là XA, độ dài của Y chang. Hiểu không? Hà Minh? Mình bị mất mất đoạn kia không điểm hiểu lắm. Điểm A này, OA tới đây này, nó là độ dài của XA hay độ dài của Y chang? Đấy. Độ dài của XA. Được chưa? Bởi vì nó chú ý được thằng này mình cũng chưa tìm được đúng không? Do nó chỉ được 1/2 XA. Đúng rồi. Đấy XA mà. Đúng không? Thế còn AB là độ dài của ai? IB hay là XB? OB thì là bằng trị tuyệt đối của IB ạ. Rồi. Nào, cái này hơi khó này, chỗ này nhiều đứa sai này. Nhân chéo lên nhá thì chỉ được XB XA nhân chỉ được IB bằng 8. Tập trung cho môn. Nào, chỉ được XA mấy? Trị tuyệt đối XA sẽ bằng trị tuyệt đối của 2M cộng 1 trên M. Đúng rồi, nhân trị tuyệt đối nha. 2M cộng 1. Trị tuyệt đối IB bao nhiêu? Trị tuyệt đối của OB là bằng... Nhưng mà nó có hai trường hợp ạ. Đâu, không, mình biết đường mà tính sau. Vì vậy một cách dễ hiểu. Nè, viết cả đường. Thì sẽ bằng trị tuyệt đối của... âm 2m cộng 1. Rồi, Nam ơi, đây là thầy lên đến 12 mình giỏi này, giỏi mình tốt để mình biết thế này này. Kia nha, thầy viết lại nha. Nếu giỏi rồi biết thế này. Bình thường đúng không? Biết thế này. Đúng chưa? Bởi vì nhiều đến đây không giải được, không biết giải. Nên nó không biết giải luôn đấy. Đúng chưa? Thế thầy bảo là bây giờ mình phải tinh tế, đúng không? Nhiều người dạy nhiều thì biết thừa, biết giải rồi. Thì như sao này? Mình phải đưa cùng việc cùng một đồng bọc. Đấy. Đây là có 2m cộng 1 đúng không? Dạ. Chỗ này 2 trừ 2m trừ 1 là đối nhau. Nó chính là bằng giá trị đối của trừ 1 trong 2m cộng 1. Đấy. Rõ rồi, biết thế này đúng không? Thấy không? Thấy chưa? Thấy chưa? Đấy. Bằng 8. Mà thì vừa dạy rồi. Cái trị đối của âm 2 nhớ không? Bằng trị đối của 2 đấy. Cho nên trị đối của ông này bằng gì nhỉ? Trị đối của ai? Ai Hà Mỹ ơi, bằng gì? Trị đối của ông nào? Nhớ sai này, bằng gì nào? Hà Mỹ nghe rõ không? Cho anh nghe danh hiệu lúc có xe kịp kịp ở đấy không? Nó chính là trị tuyệt đối của ai? Ừ.
rồi hơi hơi một chút, nó đơn hơn chút chút. Đỗ Minh ơi, mà làm đi nha. Đỗ Minh, dạ. Hai của hai m cộng một bằng gì nào? Bằng hai m cộng một trừ từ đúng hai m cộng một, hiểu chưa nhỉ Minh ơi? Đấy, bằng tám, hiểu chưa? Nào nhân lên này, bởi vì thằng kia nó điều kiện rồi nhân được nào. Minh ơi, dạ. Hai đã sửa đổi của hai m cộng một. À, dạ. Nhân với cả hai m cộng một. Dạ. Tám. Hiểu chưa? Thứ hai này nhân nhau gì nào? Trị tuyệt đối của 2m cộng 1 bình. Rồi đúng rồi. Bằng 8 trị đối m. Làm sao không khó. Nó bình, nó bằng bình bằng VS học sinh học với. Nó gì nào? Dạ. 2m cộng 1 bình. 2m cộng 1 bình. 2m cộng 1 bình nhưng mà trong hoặc bình thường không? Khi là dạ vâng. Nhau bằng 8 trị m. Tiếp theo cho anh ơi, dạ. Nó sẽ cái này còn chậm nhất. Ai không phải biết bởi vì nhiều đứa biết làm cái này mình khó dạy, nó dạy toán khó. Dạ. Lớp 8 học kỳ 2 học bài trị đối thì làm thế nào nhỉ Minh ạ? Có nhớ không? Nhớ Minh ơi. Dạ. Lớp 8 học kỳ 2 làm thế nào là nhớ không? Giải bài trị đối. Nó nào đây? Nhớ không? Làm gì? Phải chia hai trường hợp. Chưa hả Minh ơi? Đỗ Minh ơi, thì chia thành trường hợp nào? Dạ. Chia trường hợp 2M cộng 1. Không, chỉ đối giá trị đối trường hợp 1. Cái này. Dạ. Chỉ tuyệt đối của M lớn mà không à? Về rồi thôi mình suy môn nhá, cho bạn khác đọc nào. À vâng. Đã ổn quá. Nhật Minh ơi, trường hợp nào giá M thì giá trị đối của M bằng gì? M à? Đúng rồi, bằng chính nó. Thì suy ra cái âm 2M cộng 1. 2M cộng 1 bình bằng 8M. 8M luôn nha. Bởi vì thằng kia làm rồi. Nào, giải bài toán này đi. Thì sẽ được là 2m cộng 1 cộng trừ 8. Không, đưa về bản toán bình thường thôi. Thằng thức số 1 4 bình cộng gì đây? Cộng 4 bình, à 4m ạ. 4m bình cộng 4m cộng 1 trừ 8m. Ừ, 8m cũng được. Trừ 8m đi. À nữa. Vậy thì 4m bình trừ 4m cộng 1 bằng 0. Ờ. Thì sẽ được là 2m trừ vâng 2m trừ 1 tất cả bình bằng 0. Đây, cháu đã biết tính delta. Giỏi thì biết hàm hình thức số 2 đã học lớp 8 nhá. Tư m mấy? 2m trừ 1 bằng 0 cho m bằng 1 phần 2. Chưa? Không biết tính delta nhá. Tính delta nó trước. Đó. Tính delta thì là hơi dài. Là có m 1 bằng 4. A bằng 4. Và tự các bạn lại xét đến bạn làm tàu thưa giỏi này cái delta. Là trường 2. Nhìn nhìn mấy lần trường 2 là gì? Ờ, bé hơn không. Không đúng rồi. Giá trị đối bằng mấy ạ? Bằng trừ m ạ. Đúng rồi. Suy ra 2m cộng 1 tất cả bình bằng trừ 8m. Trừ 8m. Đúng chưa ạ? Thì sẽ được là 4m bình cộng 4m cộng 1 cộng 8m bằng 0. Thì biết được dấu, 8m bằng 0. Này xấu đấy. 4m bình cộng 12m cộng 1 bằng 0. Tính delta nào? Tính delta thì nên ta phải tùy delta, nên phải tùy mình. Delta phải đúng không thầy? Thật sự được, nhưng mà nhiều bạn đem delta cho nó đỡ sai, nó quỳ. Thế thì delta thì đã bằng 12 bình trừ đi 4 nhân 4 nhân C bằng bao nhiêu? 144 trừ đi 16. Một hai bốn trừ 16. 144 144 trừ 16 bằng 28. 1 hai 28.
Được chưa? À, chú ý cho mình quên đấy rồi. Rồi, tính xong quên sau đấy là sau đi. Dạ. Nào, suy ra M, M mấy? Suy ra M bằng... Chữ B. M bằng chữ B. B, delta chia cho 2A. Delta, đa, delta chia cho 2A. Chia cho 2A. Trừ 12 cộng gì đây? Căn của 128 trên A nhân 4. Rồi, nhìn lên chiếc bài nhé. Rồi, các bạn nhìn lên chiếc bài nào. Đỗ Minh ơi. Ông kia là gì? Dạ, trừ 12 trừ căn 128 trên 2 nhân 4. Rồi. Trừ 12 trừ căn 128 2 nhân 4. Đáp án là gì? Dạ, suy ra trừ 12 cộng được. Thế tao là cộng căn 128 trên 7. Trừ 12 căn đã. Cái kia là cộng 8 căn 2 trên 2 là trên 8. Mở bằng hai căn 8 trên 8. Rồi. Kia là đây. Chú có thể xem bao nhiêu đáp án nó thỏa mãn không? Chú ý này mình chưa biết làm thỏa mãn không nha. Nào, nó có thể xem nào. Bởi chú ý mình làm thiếu này nhé. Nhất là chú mở nó không này. Thỏa mãn không? Minh ơi. Dạ, mơ nhỏ, nhập, bạn mình kia kìa. Rồi, cái này thỏa mãn nhá, đúng không? Thỏa mãn. Chưa? Vâng. Thế còn dưới đâu biết thỏa mãn không hả, hả? Nhân Minh? Có hả? Có hả, chút là bao nhiêu ấn nó tính. À, mày thì ấn cho thầy lúc là nó lúc gì nhỉ? S, T, D nhá. À, vâng. Ừ, chỗ này... âm 12 cộng căn 128 phân 8 bằng mấy? Đó. S. Ấn S hơn D bằng bao nhiêu? Đó. Em hiểu không đấy? Có. Ấn phân giải phân trình đúng không? Sau đó ấn nút S hơn D trên màn hình ấy. Mình tính ấy. Nó sẽ bao nhiêu âm bao nhiêu? Nó đang... hiểu đấy. Có hả? Ừ, mấy ấn đi. Bao nhiêu? Đọc đi nào. Âm 3 cộng 2 căn 2 trên 2. Ừ, ấn S hơn B đi. Trừ 0, đúng rồi. Thì biết chứ, 0,085. Thoán không? 7, 8, 6, 4, 3, 7, 6, à. Tôi biết thế đâu, chỉ cần biết là nó nhỏ không thôi. Hiểu chưa? Có à, nhỏ không mà. Ở dưới. Thỏa mãn hả? Ở dưới. Không. Ở dưới thì là... S hơn D đi. Ở dưới là trừ 2,914. Thế cả thỏa mãn được không? Vâng, cả hai thỏa mãn. Thế thì chuyện bình thường mà, nhớ rồi. Nó sẽ cho số xấu. Đấy. Đáp án của nó là gì? M bằng 1/2 và bằng trừ 12 cộng căn 128 phần 8 và trừ 12 trừ 128 phần 8. M bằng 1/2 và M bằng trừ 12 cộng trừ căn 128 trên 8. Ừ. Nhưng mà trước hết mình phải xem từ sau má, chú ý. Để bàn cho đi sau. Chú ý nhá. Khác không đã. Khác không, khác âm 1/2. Hiểu chưa? Rồi này. À, chú ý đây mà 1/2 nhé, trừ âm 1/2 không nha. Hiểu chưa? Cẩn thận nhé. Đó mình hiểu không? Đó mình hiểu không? À, con hiểu. Cái khác không này. M khác âm 1/2. Đúng không? Chỗ kia thì nó phải gì? Nhỏ lớn nó không nữa. Đấy. Thỏa tất cả nhé. Đáp án sẽ là gì vậy đúng không? M bằng 1/2 này. M bằng trừ 12 cộng căn 128
Nếu mà làm tốt thì từng đem tăng phải được bé hơn. Trừ 12 trừ căn 128 đúng không? 8 là giá trị căn tìm. Đấy. Thắc mắc gì không nhỉ mấy ơi? Thắc mắc gì không? Con nữa thầy. Ờ mình thắc mắc gì không? Không ạ. Dạ, không ạ. Cảm ơn mày nữa. Rồi, tốt rồi. Chúng mày thắc mắc gì không? Không ạ, không ạ. Không à. Bảo ơi, thắc mắc gì không? Bảo ơi. Đây thầy. Thắc mắc gì không? Được ạ. Bình thường là chắc nhiều đầu giờ mất mấy euro mình mất tiếp. Thế nào? Bây giờ hôm nay là ngày thứ gì nhỉ? Mùng 5 tháng 6, vậy là chúng ta còn buổi 12 tháng 6 nhá. Thế chúng ta phải chiêu khác nào, tính dự đoán đề thi. Đấy. Chưa? Đấy. Thôi. Thôi chúng ta học bài tốt rồi thì ta đợt đối mình ở lại. Còn mấy bạn khác thì hẹn gặp lại nha, buổi sau. Đấy. Có thể gửi bài giảng video nha. Dạ, rồi. Chào thầy. Ờ, chào Bảo nha. Bảo xem lại video nha. Rồi. Chào Minh.